Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ chi tiết bông hoa 3D trên chương trình AutoCAD. Thì trước tiên các bạn phải vẽ 4 hình tròn để tạo ra một cánh hoa. Thì cách làm như sau. Bạn nhập lệnh C Circle. Chọn địa điểm mà bạn mong muốn, thì ở đây mình chọn điểm bất kỳ. Mình thích điểm này thì mình vẽ ra. Đường kính của hình tròn này mình sẽ chọn là 40. Thì đây là nó hiển thị bán kính. Mình muốn nhập đường kính vào thì mình nhấn chữ D. D, Enter. Rồi nhập 6, 40. Enter. Sẽ ra được đường tròn có đường kính là 40mm. Thì mình sẽ tạo ra 4 đường tròn như vậy, bằng cách copy hoặc là vẽ thêm 4 đường tròn bằng cách bắt điểm. Thì copy, mình sẽ copy nó. Mình sẽ bắt điểm ngay tâm. Mình sẽ rê xuống dưới đây. Rồi mình rê ngay đây. Rồi mình rê ngay đây. Rồi, đây là cái cánh hoa. Cánh hoa nó như thế này. Nó là giao điểm của 4 cái đường tròn như thế này. Thì muốn lấy được cái cánh hoa này mà mình loại bỏ hết những cái đường còn lại, mình sẽ sử dụng lệnh trim. TR trim. Enter. Enter lần đầu tiên là mình sẽ chọn những cái đường mà để làm cái bờ để cắt. Nhưng mà mình không muốn chọn cái bờ để cắt, mình enter thêm một lần nữa. Có nghĩa là tất cả các đường này nó đều là cái bờ để cắt. Nó sẽ chia ra hai đoạn, hai phần, hai bên. Đó, nó như thế này. Mỗi đường luôn nha, tất cả các đường nó đều là chia ra hai phần hai bên để mà mình trim. Thì mình sẽ trim hết tất cả các đường như thế này. Trim hết. Trim hết. Để mình lấy cái cánh hoa. Đó. Còn những cái đường như thế này nó không có cái, nó không có cái đường để mà chia ra, nên là mình sẽ tự xóa nó đi. Mình nhấn vào mà mình delete. Delete. Rồi, cuối cùng mình ra được cánh cánh hoa như thế này. Thì muốn cho cái cánh hoa này thành dạng 3D, trước tiên mình phải chuyển qua khung hình là conceptual để hiện 3D. Mình sẽ vẽ một đường line như thế này. Bắt điểm ngay đây và ngay dưới đây. Đối xứng. Thì mình xóa cái đường này đi. Mình sẽ dùng tới lệnh region để tạo diện tích. REG region tạo diện tích. Enter. Mình sẽ quét toàn bộ những cái đường như thế này. Enter. Đấy, nó sẽ tạo ra cái diện tích. Thì mấy cái đường lưới này mình thấy nó hơi bị khó chịu nên mình sẽ tắt nó đi. Đó, mình sẽ nhìn dễ hơn. Rồi, mình sẽ chuyển góc nhìn. Nó là một cái diện tích. Trước khi làm biến cái vật mà mình vẽ ra hai từ 2D thành 3D thì mình phải tạo diện tích cho nó là region. Nó lại nhập lệnh REG, xong chọn toàn bộ những cái đường mà hồi nãy bạn vẽ thì nó sẽ tạo ra cái diện tích như thế này. Rồi lệnh tiếp theo mình sẽ dùng là lệnh revolve. Đây, REV revolve. Enter. Sau đó mình sẽ chọn cái diện tích mà mình cần xoay. Mình enter một lần. Nó sẽ kêu chọn là chọn cái trục mà mình muốn quay xung quanh cái trục đó. Thì quay xung quanh cái trục để mà tạo ra cái cánh hoa 3D đó, thì mình sẽ chọn cái trục như thế này. Đó. Là cái vật của mình hồi nãy mình chọn nó sẽ xoay xung quanh cái hai cái điểm mà mình bắt nè. Mình đang bắt nè, đó, nó sẽ tạo ra một đường thẳng, nó sẽ xoay xung quanh cái đường thẳng đó. Đó. Thì mình muốn cho nó một vòng khép kín luôn, thì mình sẽ nhập vào 360 độ. Enter. Sẽ ra một cái cánh hoa như thế này. Cánh hoa 3D. Đấy, như thế này. Xong. Bây giờ mình đã tạo ra được một cánh hoa rồi. Thì lệnh tiếp theo để mình tạo ra thêm 6 hoặc là 4 hoặc là 10 cánh hoa theo ý bạn muốn, thì đó là lệnh array. Nhập vào ar. Enter. Chọn vật cần nhân bản theo mảng. Rồi enter. Đây, đây có 3 cái function của nó. Thì mình sẽ chọn polar. Polar là
khi mà mình chọn cái chế độ này á, mình chọn tiếp theo là cái tâm của nó, thì cái vật này nó sẽ xuất hiện xung quanh cái tâm đó theo cung tròn đó. Mình click vào polar và mình click vào tâm tâm của nó ngay đây, thì mình muốn quay xung quanh tâm mà, mình chọn tâm ngay đây, click vào đó, nó sẽ ra 6 cánh hoa là do trên đây items mình đã ghi là 6, thì mình muốn tăng lên là 10, nó sẽ ra 10 cánh hoa. Mình muốn giảm nó thành 4 thì sẽ là 4 cánh hoa. Thì cái array này nó được một cái là nó sẽ tự động chia cái khoảng cách đều ra cho mình khi mà mình nhập cái items này đó. Đây là cái ưu điểm của lệnh array. Thì mình muốn chọn cho nó 10 cánh đi, nó sẽ như thế này. Rồi sau đó mình enter, rê rê cái con trỏ vào màn hình này, mình enter xong thoát lệnh array. Bây giờ nó là một cái array chứ nó không phải là 3D solid. Khi mà bạn click vào cái bông hoa này, nó sẽ sáng lên tất cả các bông hoa khác, cánh hoa khác đó, tại vì nó là chung một cái lệnh array mà, nên mình muốn tách nó ra, mình sẽ dùng lệnh explode, exp là explode. Click vào enter hoặc là click vào, mình sẽ chọn hết tất cả cái này, mình enter và nó sẽ rời ra từng cái cánh hoa như thế này. Thì khi đó bạn mới có thể sử dụng như là union hoặc là subtract hoặc là làm những các lệnh khác. Tại vì lúc mà sau khi array xong, nó sẽ trong cái chế độ là array để mà mình dễ tùy chỉnh thôi. Bây giờ mình không muốn tùy chỉnh nó nữa mà muốn thực hiện các lệnh khác thì mình phải bung nó ra là explode. Đó. Sau khi bung nó ra xong thì các bạn có thể union lại hoặc là subtract nó đi. Thì ở đây mình chỉ làm cái cánh hoa thôi, có bông hoa thôi. Rồi bây giờ chỉ thiếu cái nhụy. Rồi, nhụy hoa mình sẽ làm một cái trung tâm cái hoa là sphere. Đây. S P H sphere. Rồi mình click vào đây. Bây giờ nó không bắt điểm như thế này, đúng không? Nó toàn là bắt điểm như thế này thôi. Thì mình sẽ chơi chiêu, mình sẽ vẽ một cái đường line như thế này. Line bắt đầu ngay từ đỉnh này ra tới cái đỉnh này đó. Thì tất nhiên là enter để thoát lệnh, tất nhiên là cái trung điểm của cái đường thẳng đó, nó sẽ nằm ngay chính giữa này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt sphere. Rồi nó vẫn không bắt thì mình sẽ chọn midpoint đó, nó hiện lên ngay tâm này, click vào. Rồi mình cho nó khoảng bán kính là 5 mm đi cho nó đẹp, 5 mm, enter để là ra một cái bông hoa như thế này, bông hoa 3D. Bạn có thể đưa cái bông hoa này vào máy in 3D và in ra, thì tất nhiên cái hình này nó sẽ có nhiều cái mặt mà máy in sẽ khó in được. Thì nếu mà muốn in đẹp á thì các bạn phải cắt đôi cái hình này ra để mà cái mặt phẳng tiếp xúc với cái bàn in á, nó sẽ phẳng. Và nếu mà bạn muốn làm cái cánh hoa, bông hoa như thế này ở ngoài đời thật luôn, thì các bạn in ra hai phần rồi dán chúng lại với nhau là ra được cái bông hoa như các bạn đã vẽ. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt cái hình này ra. Rồi đầu tiên bạn hãy nhập lệnh slice, sl slice, enter, click vào đối tượng cần cắt, enter. Enter lần đầu mình sẽ chọn cái chế độ như thế này, chế độ ở dưới đây, nhưng mình không chọn chế độ đó, mình sẽ enter thêm một lần nữa để mà tùy chọn mặt phẳng cắt của mình. Rồi mặt phẳng đó phải đi xuyên qua vật nha. Rồi mình sẽ chọn qua mặt này, điểm này, điểm này và điểm nằm ngang qua, thì ba điểm sẽ tạo ra thành một mặt phẳng. Click. Rồi bây giờ nó hỏi là mình có nên giữ cả hai cái phần mà đã bị cắt không, thì nếu mà có thì mình cứ enter thôi, còn nếu mà không á thì các bạn hãy nhấn click chuột vào cái phần bên nào mà bạn muốn giữ lại,
Thì ở đây mình click ở trên đi. Này, rê vào đây và click lên phía trên để lên check in. Rồi, click lên phía trên. Đó. Là nó sẽ bỏ cái phần ở dưới đi và giữ cái phần ở trên. Thì cái phần này là cái mặt này là nó sẽ phẳng. Nào. Thì khi mà đưa vào máy in 3D á, nó sẽ in đẹp hơn và dễ hơn. Rồi sau khi in xong á, các bạn hãy in hai mặt, hai phần như vậy, rồi dán chúng lại với nhau là ra được cái hình bông hoa. Vậy là xong.